Kính chào các bạn đã trở lại với cái channel của John. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ sơ về cái HW4. Thì hiện tại thì những xe của Tesla lúc mà có full self driving thì nó do cái phần cứng của nó là cái bộ não đó là nó dùng bằng HW3. Những cái xe nào cũ hơn thì nó có dùng HW2.5. Nhưng mà thường thường mới bây giờ thì là 3 chấm, nhưng mà ở cái anh này tên là Jason Klein, anh mới vừa nhận được chiếc xe Model X Plaid. Thì anh có đăng lên trên cái sub channel Reddit, thì anh nói là cái xe của ảnh là có được cái HW4. Thì cái này là cái phần mà mới nhất, cái máy mới nhất để cho xe nó tự lái đó. Thì mình thấy thì anh có chụp nhiều tấm hình lắm, và anh cũng có video, nhiều đoạn video đó. Bây giờ thì mình thấy nha, đó đây là cái camera này á, thì theo ảnh nói á, là nó là 5 megapixel, nhưng mà mình không biết nó có phải là 5 megapixel hay không. Cái hiện tại cái xe của cái đời trước á, thì nó chỉ có 1 megapixel à. Cái chiếc xe này thì anh nói là nó sản xuất và nó lắp ráp xong vào tháng 2025, thì cách đây khoảng chắc cũng khoảng được mười mấy ngày á, thì giờ anh nhận được đó. Thì nó có là lúc trước thì cái video trước thì Trần có nói là cái HW4, cái bộ não này thì nó sẽ gắn cho cái xe Cybertruck và Model S và Model X. Thì đây là trong những một cái chiếc đầu tiên mà có cái phần cứng của HW4. Thường thường cho có đọc là người ta nói là trong cái địa trong cái đèn này nó có một cái camera nữa, nhưng mà theo cho thì cho nhìn thấy ở đây thì không có. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy đó, thì Elon đó, CEO của Tesla nói là cái ultrasonic á, là sẽ không còn nữa. Thì cái Model 3 với Model Y hình như là vào cuối năm tháng 10 2022 thì đã nói là sẽ không còn dùng mấy cái sensor đó nữa. Và xe của John thì tháng 12 ngày 29 John pick up thì không có mấy cái ultrasonic sensor. Thì cái chiếc này thì John thấy là cũng không có cái đó luôn. Thường thường nó mấy cục nằm đây nè, 6 cục, mà cái chiếc này không có đó. Mình nhìn kỹ lên mình thấy không thấy được cái camera luôn đó. Đó thường thường nè, thấy không? Nếu mà cái mấy cái sensor thì nó sẽ nằm đầu ở đây nè, nhưng mà chiếc này thì mình không thấy luôn. Là có lẽ là bây giờ người ta Tesla đã remove cái ultrasonic sensor rồi, thì tương lai thì người ta sẽ tin cậy theo ý Tesla đó. Thì người ta nói là người ta sẽ Tesla Vision, là dùng những cái camera để đo được cái khoảng cách xa gần. Thì hiện tại thì bây giờ nếu mà mình đậu xe của mình, mình chạy vô cái bumper ở trước của mình, nó không có mấy này á, thì nó không có báo cáo cho mình biết là mình cái khoảng cách của mình với cái vách tường của gara là khoảng bao nhiêu xa, thì mình chỉ tự đoán thôi. Đó. Đó, đây là cái camera nó nằm ở bên cái cửa ở bên hông. Đó, mình thấy nè. Đó, đây là cái thắng của nó. Đó, đây là cái camera ở đằng sau. Đó, đây là ảnh mua cái configuration này là 6 chỗ, rất là đẹp. À, cái sticker đây, dẫn luôn để ở đây luôn. Ba đang làm mà con. Rồi cái đây đây thì nó để những cái phần ở đây nè, đó. Nó dùng cái AMD Ryzen. Nhưng mà rất tiếc là cái chiếc xe này tuy là mới nhưng mà vẫn không có được 5G, nó vẫn còn dùng mạng là chỉ có 4G thôi. Hơi tiếc thì chút xíu. Đó, vẫn có heat pump, có luôn CCS adapter enable. Cái adaptive suspension, premium sound. Tesla 8 mai. Ở đây là những cái mật mã, những cái phần mềm, những cái số của chiếc xe. Đó, full self driving. Thì anh này anh nói là lúc mà anh thử chạy xe vào ban đêm thì nó không có activate, là nó chưa có mở lên. Thì nó không có những cái điều mà giống như tuy là tại chưa mở lên cho nên là nó không thấy những cái cone, những chiếc xe bên hông, nó chỉ thấy được hai cái làn đường gạch thôi. Đó là tương lai, thì bây giờ mình không biết là Tesla bao lâu thì Tesla sẽ activate cái Tesla Vision. Thì mong là gần đây thôi. Thì Elon có nói là
không có, tại hồi lúc xưa thì người ta Elon có nói là nếu mà người nào mua cái full self drive này trả 10 trả đủ tiền á, 10.000, từ 8.000 tới 10.000 tới 12.000 tới 15.000 thì người Tesla sẽ upgrade nguyên một cái bộ đó luôn. Nhưng mà cách đây khoảng 1 2 tháng thì Elon nói là nếu mà upgrade từ cái hardware 3 mà đến cái hardware 4 thì nó cái tiền nó rất là nhiều và công nó rất rất là ấy, không thể nào mà làm được. Thì cho nên là những người nào mà mua xe mà trước đây thì có cái hardware 3 thì cũng hơi tiếc một chút xíu, nhưng mà nói chung là nếu mà mình đợi hoài á, thì chừng nào mình mới mua được một chiếc xe mình mới lái được. Nói chung là bây giờ là mình thích thì mua, thì thích thì xài thôi đó. Chứ nếu mình đợi bây giờ mình đợi chứ HW4 xong đợi mà mốt mình phải đợi HW5, đợi HW6, vậy mình đợi hoài mình sẽ không bao giờ có được xe đâu. Thì giống như John thì John mua chiếc xe ở John thì lúc giá cao thì nó xuống, mà bây giờ John vẫn chạy nó thôi, thì John cũng vẫn yêu thích chiếc xe thôi đó. Nếu mà Tesla, nếu mà các bạn chạy mua Tesla thì John nghĩ các bạn sẽ thích xe Tesla thôi, tại nó rất là giống như là công nghệ lắm, nó làm nó giúp mình rất là nhiều. Ok, thì đó, thì trong cái video này John chỉ chia sẻ sơ sơ về cái phần full self driving với cái phần cứng HW4. Nếu các bạn nào mà thích video của John thì nhớ cho John một cái like và nhớ subscribe nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào cái video lần sau.